cùng các cháu năm cũ đi dọc đã qua để nhường chỗ cho năm mới Mậu Tuất và chung niềm vui với toàn thể dân tộc Việt Nam đang nô nức đón xuân. Ngày Tết cổ truyền của dân tộc trong giờ phút linh thiêng của ngày đầu xuân, chúng ta cùng nhau đến trước tôn nhang Thiên Chúa, dâng lễ vật đầu xuân, cùng nhau dâng lời cảm tạ Thiên Chúa qua những hồng ân mà chúng ta đã lãnh nhận trong suốt năm qua, cũng như xin cho lên Ngài, gia đình, giáo xứ và tổ quốc Việt Nam thân yêu, để tha thiết kêu xin Ngài ban cho một năm mới thánh thiện, tràn đầy phúc lộc. Sự hiện diện của quý vị đã nói lên tình huynh đệ yêu thương liên kết trong cùng một Đức Kitô. Thay mặt cho cộng đoàn Đức Mẹ La Vang và giáo sư Saint Mary Magdalene, Ủy ban mục vụ chúng tôi xin được hân hạnh chào đón quý vị hiện diện trong thánh đường này để cùng hiệp ý với cha quý cha đồng thế. Giờ đây chúng tôi xin kính mời quý vị chúng ta chuẩn bị để cùng đứng lên đón mừng cha chủ tế và quý cha đồng thế tiến lên cung thánh. Welcome to Saint Mary Magdalene Parish. Our Lady of Lavan, Philippines Catholic Community and Saint Mary Magdalene Parish, welcome Father Hamilton, Saint Mary Magdalene Pastor, Father Peter Hemingway from Saint Michael Shoreline, Seattle, Father Wincombe from Our Lady of Sorrow Parish, Father Harlan, Saint Mary Magdalene Parochial Vicar, Deacon Dave, Akuka, and Sister Longin from Saint Mary Magdalene, Little Ron Henning and St. Mary Magdalene Parish staff, and Jack Cunningham and teacher from St. Mary Magdalene School. And all ministry leader, ethnic community leader, and representative, visiting community leader from around the region, and personal friend and guest of St. Mary Magdalene Parish for being here today with us today. We begin the Vietnamese New Year with a Thanksgiving Mass. Praise and thanks God for everything we have received from Him. We continue to pray God for our new year for a blessing, holy, peace, good health, and prosperity. The New Year Mass will be presided by Father Francis Vincent from Vietnamese Mother Parish, with concelebrants from Father Hamilton, Father Peter Penguin, Father Wincombe, Father Harlan, Deacon Dave. Holy will be presented by Father Wincombe from Our Lady of Sorrow Parish. Special gift blessing and benediction for Vietnamese New Year tradition will be performed at the end of the Mass. After the Mass, we invite all of us for the New Year fifth. Reception will be held in the parish hall. Thank you and happy Lunar New Year 2018. Now. Thank you.
anh cha và con và thánh thần. Amen. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta và tình yêu của Chúa Cha và ơn thông điệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Thank you, Father Orson, and all the priests come here today for the celebrate Mass for the Vietnamese New Year, the Year of the Dog. We ask God to bless all of us today and give us the time for New Year, and everybody will thank God for the things that we receive during the old year, and asking God more blessing upon the New Year. Hôm nay chúng ta xin Chúa chúc lành cho chúng ta trong năm mới để mọi sự được tốt đẹp như ý Chúa muốn, và đồng thời xin cầu nguyện cho mọi người chúng ta trong giai đoạn này. Và để lời nguyện của chúng ta dâng lên Chúa hôm nay được Ngài thương chấp nhận, giờ đây chúng ta cùng nhau sám hối những lỗi lầm của chúng ta để xin Chúa thương tha và ban ơn. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi lần. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng chính, các thiên thần, các thánh và anh chị em, thần cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Dòng dõi các ngài luôn được hưởng một gia tài quý báu, đó là lũ chó đàn con. Dòng dõi các ngài giữ vững các điều giao ước, nhờ các ngài con chó cũng một mực trung thành. Dòng dõi các ngài sẽ muôn đời tồn tại, vinh quang của các ngài sẽ chẳng phai mờ. Các ngài được mộ yên mã đẹp và dẫn thơm mãi lưu truyền hậu thế. Nhân dân sẽ kể lại đức khôn ngoan của các ngài và cộng đoàn phát tiếng lời khen. Đó là lời Chúa.
Mùa Chúa chúc phúc cho chúng con, nguyện xin ra ân thêm mãi luôn, hết mọi ngày trong đời sống của chúng con. Thay ban nào tôn sợ Thiên Chúa, bạn nào ăn ở theo đường lối của người, hoa trái tây ban làm cho bạn đường an vương, bạn được hạnh phúc và sẽ gặp may. Đầy hoa trái hiện thế sẽ ở trong dạ thân của bạn, con cái như những trời non của chòm ô liu ở quanh bàn ăn trong cửa nhà bạn. Sợ Thiên Chúa, bạn nào ăn ở theo đường lối của người, hoa trái tây bàn làm ra bàn đường an hương, bạn được hạnh phúc và sẽ gặp may. Chúa để dành cho bạn nào luôn thành tâm hằng kính sợ người, xin Chúa chúc phúc lành cho bạn được nhìn thấy tình đàn si on trong suốt đời bạn. Đó là điều phải đạo. Hãy tôn kính cha mẹ, đó là điều răn thứ nhất, có kèm theo lời hứa, để người được hạnh phúc và hưởng thọ trên mặt đất này. Những bậc làm cha mẹ, đừng làm cho con cái tức giận, nhưng hãy giáo dục chúng thay mặt Chúa bằng cách khuyên răn và sửa dạy. Theo thần khí hướng dẫn, anh em hãy dùng mọi lời kinh và mọi tiếng van nài mà cầu nguyện luôn mãi. Để như vậy, anh em hãy chuyên cần tỉnh thức và cầu xin cho toàn thể dân thánh. Anh em cũng cầu xin cho tôi nữa, để khi tôi mở miệng nói, thì Thiên Chúa ban lời cho tôi, hầu tôi mạnh dạn loan báo hầu nhiệm của tin mừng. Tôi là sứ giả của tin mừng, này cả khi tôi đang bị xiềng xích.
Anh em hãy cầu xin cho tôi để khi rao giảng tin mừng, tôi nói năng mặn gạt như bổn phận tôi phải nói. Antichico, người anh em yêu quý của tôi và là người trung thành phục vụ Chúa, sẽ cho anh em mọi tin tức, để cả anh em nữa cũng biết tôi ra sao và tôi đang làm gì. Tôi phải anh đến với anh em vì mục đích ấy, để anh em được biết hiện hình tình của chúng tôi và để anh khích lệ tâm hồn anh em. Nguyện xin Thiên Chúa là Cha và nguyện xin Chúa Giêsu Kitô ban cho anh em ơn bình an và lòng mến cùng với lòng tin. Đó là lời Chúa. Kính mời cộng đoàn đi. Hạnh phúc thay người kính sợ Thiên Chúa và mến yêu luật Chúa truyền ban. Dòng dõi người được Chúa chúc phúc, con cháu người đầy dư phú túc. Chúa cùng anh chị em và cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Giêsu nói với các môn đệ rằng: ai yêu mến thầy thì sẽ giữ lời thầy, cha thầy sẽ yêu mến người ấy, cha thầy và thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Ai không yêu mến thầy thì không giữ lời thầy, và lời anh em nghe đây không phải là của thầy nhưng là của Chúa Cha đấng đã sai thầy. Các điều đó Thầy đã nói với anh em đang khi còn ở với anh em. Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy. Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em. Thầy để lại bình an cho anh em. Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không như thế gian ban tặng. Lòng anh em đừng xao xuyến, cũng đừng sợ hãi. Tin mừng của Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy Thiên Chúa.
Kính thưa quý cha, quý sơ, quý ông bà và anh chị em, trước hết, trong dịp đầu năm mới, con xin được kính chúc quý cha, quý sơ và tất cả quý ông bà anh chị em được nhiều sức khỏe, được nhiều hồng ân của Chúa, luôn luôn trung thành với ân gọi của mình là phục vụ yêu Chúa và yêu người luôn luôn. Ngày hôm nay con được hân hạnh được chia sẻ với quý ông bà và anh chị em trong những giây phút đầu năm này. Trước Tết thì con cũng xin được dùng một giây phút, ít giây phút để nói chuyện với các em thiếu nhi. Thì trước khi cái này cũng mới dừng thì con cũng nhờ chú Hùng đã giúp cho con mấy phong bì lì xì để cho các em thiếu nhi. Bây giờ các em thiếu nhi này, những em thiếu nhi nào muốn dành tiền lì xì cho ta lên nào? Nào thiếu nhi thôi. Thiếu nhi là phải dưới 3 tuổi. Anyway, bây giờ trước khi mà được những bình lì xì á, cho mẹ hỏi trước. Alright, người Việt Nam chúng ta rất là may mắn có hai cái New Year celebration. So the Vietnamese people have two New Year celebration of the year, January 1st and the second one is today. Alright. So để có nói một tí về cái văn hóa của Việt Nam cho các em thiếu nhi về năm hồi giờ, đúng không? So each year is symbolized by one of the 12 animals of the zodiac. And after the 12-year cycle, the symbol will come back to the first animal and repeat in the same order. All right? So each year has one animal's name, right? So thiếu nhi có biết năm nay là năm con gì không? Ok, bố mẹ không có được nhắc nha. Alright. So năm nay năm con gì? Dog. Dog, thank you. Alright. So one for you. So this year is the year of the dog, right? Alright. So những ai năm nay xin năm con chó xin mời đứng lên. Whoever was born in the year of dog, please stand. Những ai sinh năm con chó của số ít vậy? Come on. Hoàn toàn thiếu nhi không ạ? Không người lớn hả? Okay, okay, có một người thôi, okay. So, after mass, for those who were born in the year of the dog, come to the bar of the ocean to receive the lucky money. Alright, xin mời người. Chúc một chàng bắt tay. Người Việt chúng ta có 3 ngày, so người Mỹ chỉ có 1 ngày celebrate. So American culture has only 1 day celebration. But in Vietnamese culture, that 3 day celebration. And each day has a theme, alright? So the first day of the new year, we pray for peace. Peace of the world, for the world, for the family, for the nation. So the first day we pray for peace. Okay, thứ nhì, the second day we pray for who? Second day, we pray for home on the second day of the new year. Come on, come on, please. Ancestor, good one. Thank you. So the second day, we pray for our ancestor and our parents. All right? It's a very special day. I remember when I was in Vietnam, on the second day of the new year, we go to the cemetery. Alright, we go to the cemetery. We always honor our parents, our ancestors. And the third day we pray for family. Oh, good try. Okay. A job, thank you. Right. Okay. For job, for employment, for prosperity. Okay, so we have 3 days. In Vietnamese culture, we have a 3-day celebration, alright? Okay, so in Vietnamese culture, the first day of the new year, we visit our parents, our grandparents. Chúng ta đi thăm bố mẹ, thăm ông bà ngoại, để chúc Tết, phải không? So the first day of the new year, we go to visit our parents, our grandparents. And we send our New Year greetings and wishes, right? We always do that.
All right. So how many of you have them this year so far? Yesterday was a New Year Day, so I know that some family already visited. You know, from grandparents. Nhưng mà hôm nay cô đến chủ về thăm rồi. Ok, bây giờ trong cái ngày đầu năm mà chúng ta đi thăm thì chúng ta trước Tết thì chúng ta được không bị lì xì phải không? Bây giờ cha sĩ hỏi này, bây giờ một thiếu nhi đứng lên và chúc Tết cho các cha các sơ. Right? You can say that? Okay. So the first of the New Year, we send our New Year greetings to the priest, sister, or grandparents' parents. So he's going to say something to priest and sister in general. All right, thank you, boy. Are you thinking? Still thinking until tomorrow. All right, so good try. Thank you. All right. Okay, let's do that. Okay. Ok, ai muốn chúc cha, các quý cha trên đó và quý sơ năm mới. Thiếu nhi, you can speak Vietnamese and English, please, either way. Con kính chúc quý cha, quý sơ, quý ông bà và bà chú và các bạn chúc mừng năm mới. So, the first one we say the New Year greeting to priest. I want to try the next one is this New Year greeting to wishes to your to the parents and grandparents in general. We want to say this to the parents and grandparents in general. Okay, come on, baby. In general, not just people. Năm mới, con chúc ông bà, cha mẹ có sức khỏe dồi dào, có sức khỏe ok, bạn gái xin châu được, okay. làm ăn tốt, tiền vô như nước, tiền ra như cam không biết. Alright, thank you. Thank you everyone, thank you all, quý nhi. Alright. Kính chào quý ông bà và anh chị em. Cách đây khoảng chừng 4 năm, 5 năm khi con làm việc ở xứ Mỹ thì con có cơ hội được gặp một người Mỹ trong giáo xứ của chúng con. Nhân dịp đầu năm mới, với tâm tình tạ ơn, chúng con muốn chia sẻ với quý ông bà về anh chị em, về hình ảnh người Mỹ mà con muốn dùng trong bài học giảng hôm nay. Chúng ta biết văn hóa của người Mỹ, họ không có mời chúng ta đến nhà ăn, họ chỉ mời chúng ta, nếu quý chúng ta, họ mời chúng ta đến nhà hàng hoặc cái nơi nào đó để gặp gỡ ăn nhau thôi. Thì bà Mỹ này đã mời con đến nhà của bà, thì theo lời mời của bà thì con đó cũng đến. Thì khi con đến thì cái máy chỉ đường của con dẫn vào nghĩa địa. Con mới ngạc nhiên là ủa, cái máy chỉ đường của mình có phải sai hay không? Nhưng mà cái máy chỉ đường nó dẫn vào nghĩa địa, phải gọi qua cái cổng nghĩa địa. Chẳng lẽ bà này sống với mồ mả hay sao? Phải không? Nhưng mà khi con vào nghĩa địa rồi đó, thì con nhìn bên tay trái còn là mồ mả không? Và bên tay phải thì có một số cái ngôi nhà lác đác, rất là sơ sài.
Khi mà chị Đường dẫn con đến một ngôi nhà lục sục thì con cũng không có muốn vô, bởi vì thấy nó chỉ là cái trailer, là cái nhà mà những chiếc xe truck mà không có chạy được, quý ông bà và anh chị em. Thì khi con vào đó rồi thì con mới giật mình là bà đã sống trong cái ngôi nhà lục sục như thế này. Bà đã ngoài 70, sống rất là đơn sơ khắc khổ trong một cái tết lột, cấp lều lục sục chật chội. Mái nhà thì có chỗ bị nước té xuống chỗ này chỗ kia, chỗ chắc chỗ vá. Cấp lều này nằm ngay nghĩa địa của thành phố, và không ai nghĩ rằng ở Mỹ vẫn còn cái cảnh khổ thế này. Điều mà con mến bà nhất là bà quá tốt lành, quá thánh thiện, quá nhân từ, quảng đại vô cùng. Không ngày nào mà bà không đến nhà thờ sanh lễ. Một tuần bà, một ngày bà đến văn phòng để giúp việc, và làm việc từ thiện nào bà cũng tham gia. Việc đóng góp cho giáo xứ, cho giáo hội thì rộng rãi cho vô cùng. Một người không có bằng cấp nhưng rất siêng năng, chăm chỉ, thực tâm, thực lòng. Chỉ khi đến viếng thăm bà mới biết bà là một người đã cho đi quá nhiều những gì mình có cho giáo hội, cho giáo xứ, cho xã hội, cho những gì bà đang có và đã có. Khi bà kể chuyện với con thì bà cũng kể rằng hồi xưa còn trẻ thì cũng rất là mê làm ăn, cũng làm việc đầu tắt mặt tối kiếm tiền. Nhưng một khi đã lớn tuổi rồi thì cảm thấy cuộc đời không có ý nghĩa gì cả, đồng tiền nó không có ý nghĩa gì cả, sức khỏe và hạnh phúc và gia đình là trên hết. Cho nên bà đã bỏ sức ra, bỏ ra công ra, bỏ ra tiền ra để phục vụ và cho đi những gì bà đã có. Và đó chính là niềm hạnh phúc của bà. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, sở dĩ có dùng câu chuyện của bà hôm nay trong dịp đầu năm để chia sẻ với quý ông bà và anh chị em về một con người có thật, một mẫu gương có thật tuyệt vời về lòng biết ơn, lòng tri ân sâu xa đối với giáo hội, đối với Thượng Đế. Chúng ta đang sống trong đất nước Hoa Kỳ này là người di cư, có ai trong chúng ta hiện nay đang sống trong cái trailer đâu? Chúng ta có điều kiện ăn học, có việc làm, nhà cửa, có xe cộ. Những thứ này gần như đã trở nên tầm thường đối với chúng ta. Nhưng có mấy khi chúng ta nhớ rằng những điều tầm thường này lại là niềm mơ ước của biết bao nhiêu người trên thế giới, những người đang sống ở Việt Nam chúng ta, và ngay cả những người sống trong đất nước Hoa Kỳ này. Nếu chỉ nghĩ vậy thôi, không cần đi đâu xa hơn nữa, chúng ta có đủ lý do để cảm ơn Thượng Đế, cảm ơn trời, cảm ơn đời đã cứu mang, đã cho chúng ta sống ở đất nước Hoa Kỳ này, đã có những gì để chúng ta sống căn bản như một con người. Nhưng có lời tri ân mà không có sự chia sẻ những gì mình có thì cũng không được, không được. Tất cả đến từ Thiên Chúa, mình nhận được từ Thượng Đế thì mình phải chia sẻ, phải hiến dâng, phải đền ơn đáp ơn. Vâng, của lễ tạ ơn chính là của lễ hy sinh, của lễ dâng hiến chia sẻ và phục vụ quý ông bà và anh chị em. Trong ngày đầu năm mới, chúng ta cầu chúc cho nhau sự bình an, công ăn việc làm, hạnh phúc. Chúng ta có lẽ năm nay cũng biết cầu xin cho mình được tấm lòng bao dung, cởi mở, tấm lòng biết tha thứ, biết chia sẻ. Của chín xin đừng làm mười, bao giờ không bao giờ chúng ta no hỏa những đòi hỏi, những khao khát của trần tục không bao giờ là đủ. Hạnh phúc chỉ đến khi chúng ta biết chia sẻ cho nhau. Anh chị em thân mến, mùng hai Tết ngày đầu năm, kính nhớ tổ tiên, ông bà và cha mẹ. Với tâm tình kia, chúng ta hãy dâng lên Chúa lời cầu nguyện. Hồi thánh Chúa và người mẹ hiền, chúng con cầu xin Chúa ban cho hội thánh có thêm nhiều con cái thưa biết Chúa, được mong về xung họp trong đại gia đình hội thánh. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa lắng nghe lời chúng con. Chúng con nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi và Mẹ Maria
Đức Tổng Giám mục Peter Sutton, các đức giám mục Việt Nam và các vị lãnh đạo trong giáo hội luôn biết khôn ngoan, trung thành và can đảm để hướng dẫn đàn chim Chúa vượt qua những thử thách trong xã hội hôm nay. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Trong ngày đầu xuân, chúng con xin dâng lên Chúa và mẹ Maria đất nước Hoa Kỳ và quê hương Việt Nam được sống trong công lý, hòa bình, tự do và tôn trọng phẩm giá con người. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Ngày đầu năm mới, chúng con xin Chúa tiếp tục ban sức khỏe và muôn hồng ân cho cha chính xứ, cha phụ tá, các cha khác đồng tế, giúp các ngài thêm nghị lực trên con đường mục vụ để hướng dẫn chúng con và đàn chim của Chúa. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con biết bao ơn lành hồn xác trong suốt năm qua. Nguyện xin Chúa nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria và thánh cả Giuse nâng đỡ, gìn giữ chúng con, quý khách, quý ân nhân và toàn thể mọi gia đình trong năm mới Mậu Tuất này. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa dạy chúng con phải hiếu thảo với ông bà cha mẹ, vì các ngài đã sinh thành và dưỡng dục chúng con nên người. Xin Chúa ban cho các ngài luôn được an khang, mạnh khỏe và trường thọ để tiếp tục hướng dẫn chúng con trên đường đời. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Trong ngày đầu xuân, chúng con dâng lên Chúa các linh hồn tổ tiên, ông bà, cha mẹ, thân nhân, bạn hữu và những ân nhân đã ra đi trước chúng con sớm về hưởng thánh nhan Chúa trong nước hằng sống. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin dâng lên Chúa và mẹ Maria theo ý nguyện riêng tư của chúng con. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, Chúa ban sự sống cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ để các ngài truyền lại cho chúng con. Xin Chúa ban ơn trợ giúp để chúng con sống trọn niềm thảo kính với các ngài. Chúng con cầu xin nhờ danh Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, Chúa đã ban cho vũ trụ
tuần hoàn một năm có bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông. Hôm nay mọi thảo mộc trên trái đất đang bắt đầu tâm trồi nảy lộc, báo hiệu một mùa xuân mới đang đến, hòa chung nhịp đạo với nhân loại để dâng lời cảm tạ tri ân. Cộng đoàn chúng con xin tiến dân Chúa những bông hoa tươi thắm đầu xuân. Lạy Chúa, Chúa đã ban cho nhân loại lương thực để nuôi sống phần xác con người, ngõ hầu mang lại sức khỏe trong đời sống để phục vụ Chúa và phục vụ tha nhân. Trong tâm tình hiếu thảo và tri ân theo đường lối của Chúa và giáo huấn của giáo hội, cộng đoàn chúng con xin ký dân Chúa và tổ tiên những lương thực đầu mùa của mùa xuân. Lạy Chúa, Chúa đã tự hiến tế mình để làm bánh trường sinh. Cộng đoàn chúng con xin kính dân Chúa bánh miến và rượu nho tinh tuyền, để nhờ tay cha chủ tế và các linh mục đồng tế sẽ trở nên lương thực trường sinh, nuôi sống linh hồn chúng con. Thank you.
hồng ân chuông trên tổ tiên và ông bà cha mẹ chúng con, để chúng con cũng được thừa hưởng phúc ấm của các ngài. Chúng con cầu xin nhờ danh Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.
Lạy Chúa, Chúa nhân hồi thánh Chúa rằng nằm khắp hoàn cầu để kiện toàn hồi thánh trong đức mình, cùng với Đức Giáo hoàng Phanxicô, Đức Tổng giám mục Phêrô chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã lìa cõi thế, đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần muôn
Chúng con đã được giữ tiệc mình và máu Đức Kitô
cho dị nguồn sinh lực thần linh này giúp chúng con ngày nay sống cho sao cho trọn nghĩa chữ hiếu, để đối với tổ tiên cả ông và cha mẹ, để mai sau cùng các ngài hương phúc vinh quang. Chúng con cầu xin nhờ danh Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Vietnamese Our Lady of La Vang, Vietnamese Catholic Community and St. Mary Marian Parish, we would like to say thank you very much for all of you for being here today, for helping us to celebrate Vietnamese New Year, beginning with Thanksgiving Mass. First of all, we would like to say thank you, Father Hamilton, for your love and care for all parishioners and community in the parish, in which we are tremendously grateful. Under your leadership and guidance, we are so blessed for growing spiritually every day. Next, we would like to say thank you to Father Holden, our vicar, Deacon Dave Akota, Father Francis Winsermian from Vietnamese Modern Parish, Father Peter Kenguin from St. Marco, Sholai, Seattle, Father Jim Vitchen from Seattle University, Father Winkund from Our Lady of Sorrow Parish, Sister Anna Lanwin from Providence Convent, and Deacon Akota. We are being with us, you are being with us in all year round, all events, and helping us to grow in spiritual life under your teaching and role model. Next, we would like to say thank you for Mr. Ron Anakin and all St. Mary Parish staff members for making the best condition and opportunity for all groups and community in the parish for functioning properly and harmony. And we would like to say thank you for Jack Cunningham, teacher and staff member of the St. Mary Marian School, for taking care of our children with the best education with the Catholic value that you can offer. Next, we would like to say thank you to all parish minister, group and community leader, all parishioner community for working together for our great parish. We wish and pray for you for the best day to come with good health, prosperous and peace. May God always protect and guide you all days. Right after Mass, we invite the Tate. We have a Tate reception held in the parish hall. Please come to enjoy our Vietnamese New Year tradition, music and food. Thanks again, thank you, and happy Lunar New Year. Mong Tết Hai Ngàn Mười Tám to all. Trọng kính quý cha, với tâm tình tạ ơn và tri ân Thiên Chúa cùng Mẹ Maria trong thánh lễ tân niên, đại diện cho cộng đoàn Đức Mẹ La Vang tại giáo xứ Saint Mary Magdalene, chúng con xin chân thành cảm ơn cha chánh xứ, cha phụ tá, cha chủ tế và quý cha khách đã đến hiệp dừng thánh lễ cũng như khuyến khích tạo mọi điều kiện cho chúng con để có ngày đại lễ mừng tân niên hôm nay trang trọng và xuất sắc. Chúng con xin cũng xin được cảm ơn quý chức cho hội đồng phục vụ giáo xứ, quý khách xa gần, quý cố, quý cụ, quý ông bà và anh chị em cùng các cháu đã hiện diện hôm nay cùng với chúng tôi long trọng hiệp dừng thánh lễ tạ ơn, cũng như chung lời cảm tạ Thiên Chúa và Mẹ Maria nhân dịp năm mới, cũng như cầu xin các ngài ban cho chúng ta một năm mới thánh thiện, tràn đầy phúc lộc. Và kế đến chúng tôi cũng xin được cảm ơn anh chị ca trưởng, anh chị đoàn trưởng và các anh chị em trong ca đoàn đã hy sinh nhiều thời gian để tập luyện dâng lời ca tiếng hát thật hay và thánh thiện cho ngày đại lễ mừng xuân hôm nay. Đồng thời chúng tôi cũng xin được cảm ơn quý nhân dân đã ủng hộ về tinh thần qua lời cầu nguyện cũng như về vật chất, quý hội gia trưởng, hội các bà mẹ và các anh chị em trong các ban ngành, quý vị trợ tá, quý trưởng và thiếu nhi trong đoàn John Paul II đã đồng tâm hiệp lực với chúng tôi trong việc phố trí và nhận lãnh trách nhiệm để hoàn thành công tác từ khi chuẩn bị cho tới khi đại lễ mừng xuân được.
được thành công tốt đẹp. Nguyện xin Thiên Chúa là Cha qua sự cứu cầu của Đức Mẹ La Vang và Thánh cả Giuse. Chúc lành trên quý cha, quý vị và toàn thể gia quyến một năm mới an bình, thánh đức và tràn đầy phúc lộc của Chúa Xuân. Trong quá trình tổ chức không tránh khỏi những thiếu sót, kính mong quý vị tha thứ. Trọng kính quý cha, kính thưa quý tu sĩ, mùa xuân tới mang lại bao niềm hy vọng cho toàn thể cộng đoàn. Chúng con xin kính chúc quý cha, quý tu sĩ một mùa xuân tràn đầy hậu ân và thánh đức trong Chúa và Mẹ Maria. Trọng kính quý cha, kính thưa quý tu sĩ, tục ngữ Việt Nam có câu vũ nước nhớ nguồn, con người có tổ tâm, tiếp nối theo truyền thống tốt đẹp của Việt Nam. Hôm nay Chúa Xuân đã về để bày tỏ lòng kính trọng và tôn phục với các nước bề trên. Cầu bàn chúng con xin dâng lên quý cha và quý tu sĩ những món quà nhỏ đầu xuân. Giờ đây xin mời, kính mời quý cha và quý tu sĩ đứng lên. We invite for the all risk. Xin mời tất cả các em. Hope the following is like all TTMTT children will offer on behalf of the whole community to our Father. We invite Father's sister. This is a special blessing gift from all community offered to priest and sister. We accept. Tiếp theo đây là nghi thức gia tiên nhân dịp đầu xuân. The second ceremony we would like to offer prayer to the sister. Đáng để kính nhờ tổ tiên. Xin
kính mời quý cha, quý sơ, quý bà, anh chị em cùng tham dự nghi thức tưởng niệm ông bà tổ tiên của đại diện các giới trong cộng đoàn Đức Mẹ La Vang. Đại diện các bậc cao niên trong cộng đoàn, chúng con xin dâng lên Chúa lời cảm tạ và tri ân những hậu ơn mà Chúa và tổ tiên đã thương ban cho tuổi già chúng con trong suốt năm qua. Chúng con xin dâng lên Chúa gia đình và cộng đoàn chúng con, xin gìn giữ mọi người trong ân chủng và tình yêu thương của Chúa. Xin cho chúng con luôn. With this Our Lady of La Vang, with this Catholic community and the St. Mary Marian Parish, we would like to say thank you very much for all of you for being here today, for helping us to celebrate Vietnamese New Year, beginning with Thanksgiving Mass. First of all, we would like to say thank you, Father Hamilton, for your love and care for all parishioners and community in the parish, in which we are tremendously grateful. Under your leadership and guidance, we are so blessed for growing spiritually every day. Next, we would like to say thank you to Father Holland, our vicar, Deacon Dave Akota, Father Francis Winsermian from Vietnamese Modern Parish, Father Peter Khánh Nguyễn from St. Marco, Sholai, Seattle, Father James Việt Trần from Seattle University, Father Nguyễn Công Đức from Our Lady of Sorrow Parish, Sister Anna Lan Nguyen from Providence Convent, and Deacon Akota. You are being with us in all year round, all events, and helping us to grow in spiritual life under your teaching and role model. Next, we would like to say thank you for Mr. Ron Anakin and all St. Mary Parish staff members for making the best condition and opportunity for all groups and community in the parish for functionally properly and harmony. And we would like to say thank you for Yak Cunningham, teacher and staff member of the St. Mary Marian School, for taking care of our children with the best education with the Catholic value that you can offer. Next, we would like to say thank you to all parish, minister, group and community leader, all parishioner community for working together for our great parish. We wish and pray for you for the best day to come with good health, prosperous and peace. May God always protect and guide you all days. Right after Mass, we invite the Tate. We have a Tate reception held in the parish hall. Please come to enjoy our Vietnamese New Year tradition, music and food. Thanks again, thank you, and happy Lunar New Year. Mong Tuất 2018 to all. Trọng kính quý cha, hướng tâm tình tạ ơn và tri ân Thiên Chúa cùng Mẹ Maria trong thánh lễ tân niên. Đại diện cho cộng đoàn Đức Mẹ La Vang tại giáo xứ San Maria Magdalene, chúng con xin chân thành cảm ơn cha giáo xứ, cha phụ tá, cha chủ tế và quý cha khách đã đến hiệp dừng thánh lễ cũng như khuyến khích tạo một điều kiện cho chúng con để có ngày đại lễ mừng tân niên hôm nay trang trọng và xuất sắc. Chúng con xin cũng xin được cảm ơn quý chức cho hội đồng phục vụ giáo xứ, quý khách xa gần, quý cố, quý cụ, quý ông bà và anh chị em cùng các cháu đã hiện diện hôm nay cùng với chúng tôi long trọng tiệc dâng thánh lễ tạ ơn cũng như chung lời cảm tạ Thiên Chúa và Mẹ Maria nhân dịp năm mới, cũng như cầu xin các ngài ban cho chúng ta một năm mới thánh thiện, tràn đầy phúc lộc. Và kế đến chúng tôi cũng xin được cảm ơn anh chị ca trưởng, anh chị đoàn trưởng và các anh chị em trong ca đoàn đã hy sinh nhiều thời gian để tập luyện, dâng lời ca tiếng hát thật hay và thánh thiện cho ngày đại lễ mừng xuân hôm nay. Đồng thời chúng tôi cũng xin được cảm ơn quý nhân đã ủng hộ về tinh thần qua lời cầu nguyện cũng như về vật chất
quý hồn ra trường hộ các bà mẹ và các anh chị em trong các ban ngành, quý vị trợ tá, quý trưởng và thiếu nhi trong đoàn John Follow 2 đã đồng tâm hiệp lực với chúng tôi trong việc phối trí và nhận lãnh trách nhiệm để hoàn thành công tác từ khi chuẩn bị cho tới khi đại lễ mừng xuân được thành công tốt đẹp. Nguyện xin Thiên Chúa là Cha qua sự tiểu cầu của Đức Mẹ La Vang và Thánh cả Giuse chúc lành trên quý cha, quý vị và toàn thể gia quyến một năm mới an bình, thánh đức và tràn đầy phúc lộc của Chúa Xuân. Trong quá trình tổ chức không tránh khỏi những thiếu sót, kính mong quý vị tha thứ. Trong kính quý cha, kính thưa quý tu sĩ, mùa xuân tới mang lại bao niềm hy vọng cho toàn thể cộng đoàn. Chúng con xin kính chúc quý cha, quý tu sĩ một mùa xuân tràn đầy hồng ân và thánh đức trong Chúa và Mẹ Maria. Cầu kính quý cha, kính thưa quý tu sĩ, tục ngữ Việt Nam có câu vũ nước nhớ nguồn, có người có tổ tâm, tiếp nối theo truyền thống tốt đẹp của Việt Nam. Hôm nay Chúa Xuân đã về để bày tỏ lòng kính trọng và tôn phục với các đấng bề trên. Cầu bàn chúng con xin dâng lên quý cha và quý tu sĩ những món quà nhỏ đầu xuân. Giờ đây xin mời, kính mời quý cha và quý tu sĩ đứng lên. We invite for the Holy Christ. Chúa và Thái Lộc đầu xuân. Trọng kính quý cha, kính thưa quý tu sĩ, quý khách, quý cô, quý phụ, quý ông bà và anh chị em. Theo truyền thống của dân tộc bố độ xuân về, chúng ta có tục lệ hái lộc đầu xuân bắt chước theo truyền thống ấy. Thì ban phục vụ hội đoàn xin gửi đến quý cha, quý tu sĩ những lộc đầu xuân. Xin cộng đoàn hưởng ứng hái lộc xuân lời Chúa và kính mời quý cha, quý tu sĩ hái lộc đầu xuân ngay sau khi cha chủ tế làm phép lộc xuân xong. Riêng quý khách và toàn thể cộng đoàn chúng ta sẽ hái lộc sau khi cha chủ tế ban phép lành cuối lễ và chúng ta tiến về hậu trường để vui xuân. Xin vui lòng cất giữ lòng xuân lời Chúa nơi xứng đáng và hy vọng sự nghiệp trong từng hoàn cảnh của mỗi gia đình. Riêng trái cây lộc xuân thì dành cho tất cả mọi người, kể cả các em nhỏ. Xin lưu ý trong hiến chế tín lý về mặc khải số 11, giáo hội nhắc nhở chúng ta phải luôn tôn kính lời Chúa như chính bản, như thân thể của Chúa Kitô. Ủy ban thường vụ cộng đoàn xin mời gọi toàn thể cộng đoàn hãy thực hiện những lời nhắc nhở đó bằng cách tham dự nghi lễ hái lộc thánh và một cách nghiêm trang và trật tự. Xin vui lòng theo sự hướng dẫn của các hướng dẫn viên. Cuối cùng, ngay sau thánh lễ, chúng tôi xin trân trọng kính mời quý cha, quý khách, quý tu sĩ và toàn thể cộng đoàn vui chung vui liên hoan, tiệc liên hoan và văn nghệ mừng xuân tại hội trường giáo xứ. Từ đây con xin kính mời cha chủ tế và quý cha làm phép lộc xuân. Anh chị em thân mến, mùng 2 Tết ngày đầu năm, mời kính nhớ tổ tiên, ông bà và cha mẹ. Với tâm tình tri ân, chúng ta hãy dâng lên Chúa những lời nguyện xin tha cho đời. Người Việt Nam chúng ta có phong tục hái lộc vào dịp đầu xuân. Sau khi đã được đi lễ chùa đến ngày Minh Niên, người ta hái một cành cây mang về đặt trước bàn thờ và để đó cho đến hết Tết. Lộc còn tượng trưng cho con ơn trời giúp con người phát triển thịnh vượng. Tập tục đó đã được hội nhập vào sinh hoạt đầu năm của người Công giáo chúng ta. Thay vì hái cành cây, chúng ta nhận một câu lời Chúa
câu lời Chúa này sẽ trở thành phương châm sống đức tin cho chúng ta trong năm mới và suốt đời chúng ta. Như vậy, hái lộc xuân đối với người Công giáo là hái lộc thánh. Qua nghi lễ hái lộc thánh này sắp cử hành, chúng ta tin tưởng rằng câu lời Chúa chúng ta nhận được chính là lời Chúa muốn gửi riêng cho từng người, cho gia đình chúng ta. Chúng ta tin tưởng rằng khi suy niệm và sống theo lời nhắn nhủ đó, ân phúc Chúa sẽ đổ tràn trên năm mới của chúng ta. Giờ đây xin mời tất cả chúng ta cùng dâng lên để làm duy chúc phật thánh. Nhân dân cha và con và thánh thần. Amen. Ơn phụ trời chúng con ở nơi danh Chúa là đứng cao thành trời đất. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa ban ra bảo thành trời đất mỗi loài và gieo mầm sự sống cho nhân loại. Xin làm phép và thánh hóa và đổ ơn cảm Chúa xuống trên những lòng thánh này. Xin cho lời Chúa chúng con nhận được luôn luôn vang vọng trong tâm hồn, trong tâm trí chúng con, nhắc nhở chúng con luôn trung thành thực thi Chúa. Ước gì những lòng thánh này trở thành congregation will come up and receive the blessed gift. Each family receive one. Lovely. Xin quý vị, sau khi này chúng ta sẽ tiến lên hái lộc xuân. Bây giờ cha chủ tế sẽ tiếp tục chương trình.